Tiên thấy cái người áo đỏ là bắt đầu quay đầu lại chạy chạy thẳng nhảy xuống sông mình luôn nè. Dạ. Wow. Mình đang làm cái sốt để mà sốt mì cay đó cả nhà, mình mới phi tỏi và cho thêm một miếng nước cốt dừa vô. Đường nha cả nhà. Sẽ cho vô đây 1 2 3 1 muỗng hạt nêm nha. Cho vô đây nửa muỗng bột ngọt. Sẽ làm sao cho thêm mức bột vô luôn. Cho hết cái số nước cốt dừa còn lại vô luôn. Chờ cái nước này nó sệt sệt lại là ăn thôi. Là trộn vô và ăn thôi nha cả nhà. Thịt ngon quá rồi, bây giờ em sẽ nhắc qua bên này luôn nha. Đó, chảo nước sốt, nước cốt dừa của em. Bé Phú xuống tới. Hả? Trộn vô trong mì cho nó thấm vô gia vị cho nó ngon nha. Quá ngon. Vậy cho giống đầu bếp chuyên nghiệp. Xong mì cay sốt nước cốt dừa. Không biết là ăn nó sẽ như thế nào đây, mình rất là háo hức luôn. Ổn đây bị gì à? Chào mọi người đi. Hello diễn giả, bạn mình là Phú nha. Bây giờ hai chị em mình sẽ múc ban liền luôn, không biết là mùi vị của nó sẽ ra sao. Oh my god, mì cay nước cốt dừa. Wow, nhìn nó rất là ngon ha. Thơm nữa chứ. Hồi nãy Phú xuống đây Phú nghe mùi thơm không? Thơm. Thơm rầm rầm luôn. Sao mặt Phú kỳ? Chị ba ăn chưa ơi? Nhà ơi, không dám ăn hả? Nhà chị ba còn thuốc đau bụng không? Không. Sao Phú lo cho ngày mai quá? Ngày mai không có đi học mà. Không, Phú lo cho buổi tối nay Phú ngủ không được. Thơm ghê luôn. Bây giờ chị ba sẽ ăn trước ha. Mời mọi người cùng ăn. Phú lo cho cái bụng Phú á. Chào chị ba. Ừ. Để chị ba ăn cho Phú ơi, ngon quá à. Thôi. Mùi vị ha, nó có vị cay nè. Nó ba. Có vị béo nữa. Phú ăn chút chít nha. Ừ. Chít. Phú thích ăn hiểm. Ngon không? Ngon rồi, đúng quá. Phú ăn thử coi. Đâu Phú lên một đũa mì mày mọi người ra. Thấy sao? Thấy mì ăn sao? Ngọt cái kìa. Nó có vị béo béo ngọt ngọt ha. Đúng rồi ha. Nhưng mà nó không có ngọt lắm phải không? Hơi ngọt hả? Nó cũng có mặn mặn mà. Có mùi nước cốt dừa nha. Phải không? Nhưng mà cái chứ nó không phải như mì tôm thanh long. Mì tôm thanh long hơi mặn phải không? Mì tôm thanh long ăn hỏng, hỏng mùi thanh long. Ừ, nó không ngon bằng mùi này phải không? Thấy này ngon hơn mì tôm thanh long không? Cũng được. Mì tôm thanh long vẫn là ngon nhất. Được rồi à. Con cải này ăn ngọt quá Phú ơi. Mà mọi người á, ăn cơm cờ cồm với bún nha. Cơm gì đây? Cơm gì đây? Ngon quá. Mời mọi người ăn cây xúc xích nha. Thật chị ba hổng ăn hộp kìa. Cái phút cơm gà. Wow. Ngon quá. Nước tắp vừa lên nhàng hoàng. Ngon.
đẹp trai à. Ngon quá đi. Hôm nay mình chế biến cái món này ngon quá đi. Vậy mà bữa Phú Từ chói mới ghê chứ. Phúc Sinh hôm nay vắng hả? Vậy đi. Thôi xin cháu mặt mà phải về đi. Tự nhiên cái bây giờ ăn thấy nó ngon quá. Dính đòi chứ gì. Thấy dính quá rồi chứ gì. Ngon chưa? Ngon. Bóp vẹt. Ừ. Mì nó thơm thơm cái vị kỳ ha. Mùi nước cốt dừa. Chắc nước cốt dừa ha. Mà nó thơm thơm béo béo ha, ngọt ha. Cải này ngọt ghê, nó không có đắng. Hai để cái cải mà nó một cục. Tôi nha. Cải này ăn ngon à, cải này cũng được. Ủa sao cải này ăn ngon ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Vậy ăn cơm không? Không. Thì mũi nữa. Thì chốt bên. Không. Ngon quá. Không có cả kẹo cơm với xúc xích ăn cũng ngon. Ba chế luôn á. Nấu kép mà chấm với muối ớt chú Hải á. Chứ hồi nãy mình không bỏ nước chấm chú Hải vô mình ăn nha. Về. Chứ có người không ăn được rồi nha. Dược có sợ. Người cay không ăn được rồi nha. Cay cay chứ Phú ăn tới gì luôn. Chú ơi, chiên chiên đi ăn thử hết mà. Phú ăn cùng Phú nhé. Ngon ha. Ừ. Cải này ăn đúng ngọt luôn á. Mì cay ăn đúng béo luôn á mọi người. Bữa nào rảnh thử làm mì cay nước cốt dừa. Mà trộn mấy ăn đừng làm mì nước nha. Mì nước ăn không ngon đâu. Lấy nước phải không? Mì nước ăn ổn mì bìa. Gì? Đâu. Mì nước là mình lấy cái nước cốt á. Nấu nước mà, nấu mình, mì hả? Mình đem đi mình nấu mì. Ghê quá. Mai mốt mình làm tới trà hồi sữa mà bỏ hộp hộp vì lộn cho mình ăn chưa? Ăn không? Ăn. Chứ ta chuẩn bị nấu chè hột vịt rồi đó. Làm đi nha. Có Phú nè. Nấu chè đập cái hột vịt vô á. Mình cái clip á mình làm cho cô. Mình làm cho cô một vị sữa mình đập ba chứ lồn luôn. Rồi sao? Không cái lên bà hỏi cái gì anh Như cái mình nói chứ trân châu có không? Trân châu hột vịt lộn hả? Trân châu gì? Cái cải cả bố mẹ ăn. Cái gì? Mẹ ai biết? I am sorry. Đúng đúng rồi, cái bài mát quá trời mát bể bình bông. Lại gì? I am sorry. Chị ba có coi chị ta? Không. I am sorry mommy. Chay đi. Đúng rồi, trời ơi cô. Trời ơi Phú coi cho cô đó. Cười chết. Người ta làm rễ bình bông thiệt mà. Mát quá trời mát. Ha. Xong cái nóng liền. Để mai mốt Phú làm gì với giá mẹ Phú. Lêu à. Mình lập mình tạo điểm nhau không cái mình xong đã mới rửa chén xong mình lấy mình đập. Đúng rồi. Xong cái I am sorry mommy. Cái cụ chọi tự nhiên bay ra. Cái phải ăn liều. Sao chị ba không ăn trứng rồi? Mới ăn cá hả? Phú ăn hết cá trứng rồi hả? Ngon quá ha. Thấy ơi, mình đây là ăn không hết luôn á. Hết chứ. Chị ba ăn cái trứng này, chị ba đã no rồi đó. Trời gì ăn. Ăn gì nãy giờ thì no rồi. Nước lên, nước lên, nước lên. Mát quá trời mát. Ngâm lại. Rồi nhớ lại giọng giọng cười.
ăn gì tới miếng rau biển dính dính dáng ghê vậy. Dính tới dính chán luôn hả? Ngồi thẳng cái gừng ơi. Nãy giờ thấy lùn, ngồi đại lên cao coi. Hàng kia nãy giờ thẳng cái lưng lên. Rồi. Ừ, vậy đó mấy bạn mới thấy múc bang chứ. Mọi người múc bang còn muốn nhé. Ăn cơm nè. Ghê vậy. Thôi tao không ăn nữa. Gì bà hả? Hai chị ba không ăn nữa đây. Nhiều ra phủ phải ăn hết cho chị ba. Còn cái trứng là mọi người ăn hai trứng ăn. Ngồi ngâu không ăn nổi đâu. Ăn cái trứng hả? Phủ ăn hết đi. Thôi 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 thôi. Không, xíu em về cho bắp bé bột. Trời ơi trời. Nói xíu phú phú rồi. Làm gì á, ghi lên cho bé bé bột ăn. Ngon á. Thầm cái ham. Ham phô phô phủ một lớp đầy muối ớt ớt. Chú Hải với phô để mà phô trộn. Thầm cái để mấy miếng cả hai khẹp hết lên cho bé bột ăn. Trộn đều lên xong cái mình cắt một gắt mấy cái ớt bột vô nữa. Cái mình để tới ớt vô. Biết bé bột không? Là ai không mọi người? Bé bột là anh Chiên. Anh chứ không biết ăn chay mà Phú làm vậy á. Mà Phú làm vậy á. Phú làm siêu cay luôn. Mà vậy là thương dữ chưa? Không, thầy nói nổi chưa thương Phú ma. Ai thương Phú? À, bé bọt, bé bọt thương bố ma. Thương nhất không? Thương nhị thôi. Chứ ai thương nhất? Cô. Trời ơi. Kêu một tí xuống liền đi. Chào cưng bà. Ăn thêm đi bà. No quá à. Phú ăn cho đẹp cho ngon cho mấy bạn coi đi. Thôi ngồi đây tôi sẽ kể chuyện ma cho mọi người nghe. Tiên Nghi Quy là thấy hai lần rồi. Giao giao bằng xét hả? Giao lục hả? Ma kỳ xét. À vậy hả? Sao biết? Biết. Sao ai nói? Lên Google coi. Google nói sao? Google chị ba rõ. Ma kỳ xét quá không? Vậy hả? Ghê bà. Thiệt. Mấy ma họ xét không chị ba lấy. Ai gặp ma không? Lấy con dao khét để dưới gót nằm đó. Ngủ giấc ngủ biết gì không, chuyện đó để từ từ làm. Nhưng thấy là có một người đàn bà mặc áo bà ba màu đỏ chứ không phải là mặc đồ áo gì các bạn. Chuyện hồi sáng kể hả? Mặc áo bà ba màu đỏ với cái quần màu đỏ là ngay chỗ thường ngay chỗ phòng của Tiên là có cái cửa sổ á, là Tiên ngủ cái đầu quay ra cái cửa sổ, hiểu không? Là ngủ hướng đông tây á. Bậy. Để Phú giáo sư chỉ cho biết. Không phải. Mình là... ngủ mình đừng nên để đầu quay ra cửa sổ. À. Đó là điều kỵ. Trời ghê chưa? Cái người đàn bà áo đỏ, áo bà ba đỏ, quần đỏ, có khăn trùm đầu màu đỏ luôn. Mới phun đỏ hả? Là lúc đó không có thấy mặt nha, lúc đó không có thấy mặt. Thì lúc đó là mới thấy là cái người đó đó là cào cái tường nhà mình á, là cào cái tường ở chỗ cái cửa sổ á, là Tiên đang ngủ cái nằm nghe cào luôn, là có người cào vô cái tường vậy á, ngay chỗ đầu nằm của Tiên ngủ á. Giờ còn cái vết cào ai biết, chút lại đẳng coi. Thôi trời ơi, một mình Phú đi cũng dám luôn. Cái xong cái Tiên giật mình dậy nha. Cái Tiên mới thấy, Tiên mới ngước lên thì thấy là cào ghê vô một lỗ bự rồi, là thấy tới Tiên rồi, là Tiên thấy cái người áo đỏ là bắt đầu quay đầu lại chạy thẳng nhảy xuống sông mày luôn nè. Chạy cái rùng luôn. Là nhảy xuống sông mày luôn, là bên lip vườn bên kia á. Bữa đó buổi tối hả? Bữa đó là 12 giờ mấy, gần 1 giờ phi á. Rồi cô với chị ba không? Ngủ qua 12 giờ đêm rồi nhưng mà vẫn nằm mơ thấy. Nhưng mà cái giấc mơ đó là một cái thì không nói gì đi, nhưng mà qua khoảng mấy ngày sau á thì tự nhiên là mọi người biết gì không? Tiên nó ngủ nó quay đầu ngược ra cửa. Nữa. Là nó không có quay ra cửa sổ biết không? Ừ. Nó quay đầu ngược qua cái cửa mà mình mở đi vô phòng á mọi người. Thì bắt đầu nó thấy là cái người đó đó đi vô phòng luôn, mở cửa đi vô phòng luôn, ngồi ngay chỗ đầu nằm ngủ luôn. Ngồi ngay chỗ đầu nằm Tiên luôn. Cái Tiên giật mình lên, Tiên thấy bắt đầu Tiên là... lên, không có. Tiên lên cơn, Tiên đạp con ma bay luôn. Thôi ghê, Tiên nói trong mơ á.
Vậy chị ba em đạp cũng ba ra ngoài luôn chị ba. Hồi nãy cũng nghe nè. Đạp đó là cái chuyện kia. Xong rồi cái qua lâu lắm. Cái chuyện đó là cách đây khoảng cỡ hồi 2 tháng trước rồi nha. Mới bữa nay là lần thứ 3 là đã gặp lại. Mà lần này là thấy mặt luôn. Cái mình mới hỏi Tiên là Tiên thấy cái gì là hồi tối hôm qua. Hôm kia là hôm tối thứ 6 hả? Ủa? Hôm tối thứ 5. Tối 5 tới tối qua hả? Đúng rồi mà. Tối thứ 5 á là Tiên á mới lúc đó là mình ngủ ở trên gián nhà trên ngay chỗ bàn thờ Phật, là bình thường làm cú gà mình không có ngủ được, là mình ngủ và mình cũng thấy bậy bạ này kia không à, mình cũng có thấy người áo đỏ đó nữa, nhưng mà mình thấy kiểu dạng như người ta phớt qua thôi. Xong cái Tiên mới nói là bữa đó Tiên cũng ngủ mơ, mà Tiên đang nằm bấm điện thoại xong mà tự nhiên cái kiểu như buồn ngủ ngang luôn, cái tự nhiên ngủ giờ đó cũng đúng ngoài gần 1 giờ á, chứ không phải 12 giờ đêm nữa đâu, qua gần 1 giờ sáng rồi. Cái bắt đầu Tiên thấy mẹ mình đi trước ở một con đường tối đen luôn nha. Mẹ mình đi trước. Cố hả? Xong rồi tới mình đi. Xong tới mình xong rồi cái Tiên nói là xong cái mới thấy cái người mặc bà ba đỏ đó đi dẫn, nói chung là dẫn mình với mẹ đi á. Cái xong cái Tiên mới cái đi theo, Tiên mới kiểu như tính kêu mình lại vậy á. Cái xong cái người đó quay mặt lại là một cái người rất là đẹp luôn nha. Hay ghen rồi. Đẹp ơi là đẹp luôn. Cái tự nhiên nó khè qua Tiên vậy nè. Đó nha. Bà ba bột hay ghen. Nhăn hai hàm răng nanh ra, cái xong khè vô vậy nè. Cái xong cái hết khè lại giống như là khè khè vậy nè. Cái xong cái Tiên tính đạp nó rồi, cái nó lấy hết răng nanh vô. Cái nó khè lại cái nữa, cái Tiên đạp nó bay đâu. Cái xong giật mình vậy. Cái buổi sáng mới kể cho mình nghe. Mới kể cho mình với Phú nghe. Thấy không? Bé bột mà lên cơn là không có ai đỡ nổi đâu. Quýnh ma luôn. Quýnh ma luôn. Nhưng mà quýnh ma trong giấc mơ. Cái giờ mình mới đúc kết lại ba câu chuyện. Tại sao mà mình thì không, mình chỉ thấy vớt qua chứ mình không có gặp. Mà tại sao lại Tiên lại gặp ba lần mà mặc đồ đỏ nữa. Không lẽ ma cô dâu? Cô dâu nào mặc đồ đỏ? Giống như Tiên hay đi chơi về phi á. Giống như có ma nữ heo á. Đi chơi về khuya. Đúng không? Bởi vậy nó mới đi đêm có ngày gặp. Đi đêm có ngày gặp ma. Đúng. Hồi bữa là Tiên nói hồi đó là Tiên đi cắm câu ở bên mé vườn sau nhà Phú á. Có hả? Ngay chỗ cái bụi dừa nước á. Chỗ nào ra? Ngay chỗ cái hồi xưa là cái cây cầu tiêu cá của Phú, là chỗ đó có cái bụi dừa nước, hiểu cầu không? Cầu xưa hả? Cái cầu cầu tiêu cá ngoài kia kìa, ngoài cái mã á. Là lúc đó là Tiên nói là... Ủa lúc đó có Phú rồi? Có rồi. Lúc đó Phú mấy rồi? Nhà xíu. Là lúc đó là Phú mới biết đẻ, chưa? Mới đẻ. Mới đẻ là Phú đã biết xuống nhà chị ba rồi. Là Tiên bữa đó là Tiên bị ma nhát. Tiên bị ma gặp ma thiệt luôn. Là trong cái bụi dừa nước gần cái gò mã ở trên trước đầu hẻm nhà mình á. Là bữa đó Tiên nói là... Tiên đi xôi cốc. Là Tiên nói là Tiên nghe rõ ràng là cái tiếng kêu cứu tôi luôn. Cái tiếng như là kiểu như là con nít á. Nó kêu là cứu tôi với. Nhưng mà trời mưa lâm găm vậy á. Tiên đi chung với một người nữa nha, người bạn nữa. Một người bạn con trai nữa, cũng nhỏ tuổi hơn xíu. Hai người đâu hả? Hai người đi soi ếch. Cái một người đi mấy là đó. Hai người nghe hết luôn. Nhưng mà nghe kêu cứu tôi mà đi hoài. Không thấy ai hết trơn á. Đi vòng vòng cái vườn hoài luôn là không thấy ai hết. Bị ma giặt rồi. Không phải, là hồi đó ở ngay chỗ góc đó có một con quỷ. Chỗ nào? Ngay ngoài sau clip dừa bà Năm á. Là hồi đó là trời đánh là nguyên một hàng dừa đó là chết hết luôn. Có. Nổi da gà luôn nè. Trời trời. Dừa. Thấy ghê không? Thấy ghê chưa? Nè da gà nó nổi dựng luôn nè. Cũng chưa có. Là hồi đó là ngay chỗ đó đó, là từ lúc mà mình sinh ra tới bây giờ lớn lên luôn là vẫn còn nha. Giờ mình thấy hơi sợ rồi đó, ăn lẹ đi. Đang giờ ăn kể chuyện ma là mình ớn lắm. Là lúc đó là lần đầu tiên là Tiên nghe cứu tôi. Xong cái khúc đó là trời đánh sạc mấy cây dừa là nó bay qua cây dừa gốc bên này nè. Là bữa đó Tiên đi làm về phía á, là cũng cỡ tầm 10 giờ mấy, 11 giờ mà cũng trời mưa. Là sét đánh đùng đùng luôn, là cũng nghe trong cái bụi mà chỗ nãy mình đi lụm cái dừa đó.
là cũng nghe kêu cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi mà Tiên chạy luôn. Cái chỗ mà ngã mày lụm luôn. Mà sâu vô chổng á, sâu trong bụi trúc á. Là Tiên không kêu cứu tôi nhưng mà Tiên chạy luôn. Tiên biết rồi, Tiên không quay lại nữa. Mà hồi đó ủa dừa ở đâu đó? Con sóc kìa, làm hết hồn hết chứ. Mà hồi đó là ngay chỗ cái bãi đất bên đó đó là mọi người biết không? Cô mình nói là hồi đó có một lần cô mình nằm mơ là thấy nguyên một cái mảnh vườn đó là toàn là xương sọ của con nít không à. Xương sọ rồi con nít chết ha, nguyên một mảnh vườn đó luôn là nằm mơ thấy á. Cái chỗ bên vườn mai à. Ừ. Cái chỗ nãy em đi à. Đúng vậy. Nguyên một cái vườn toàn là đầu sọ mà xương trẻ em không luôn. Mà cái miếng vườn đó đi ngang là mọi người thấy nó lạnh tanh mà kiểu như nó tăm tối sao luôn á. Chỉ có mấy ngày bình thường mà mình hơi khùng khùng mình mới đi vô đó thôi. Chứ mà mấy ngày mình vui vui rồi mình không dám vô. Mình vui mình không, mình vui là mình sợ ma, còn mình không vui là mình không có sợ gì hết á. Không vui thì cọc á. Ừ, mặt rồi. Cái mặt kiểu mặt kiểu đóng cọc á. Kiểu quạo á. Kêu hổ quạo. Là bố mình chụp hết á. Kêu quạo mà gặp ma luôn. Không sợ luôn á. Ừ. Rồi cái mấy giờ phải về sau á là vườn đó giờ không có ai ở hết trơn á. Hồi đó trời đánh mé dừa bên đó đó mọi người biết không, tới thời điểm bây giờ mẹ mình mới trồng cái cây dừa lên một khúc như vậy nè, trời đánh chết luôn, hàng cao trời đánh chết luôn, mới để ý có hai cây cao bên đó nè, trời đánh chết luôn, là trồng từ hồi lúc hồi xưa tới giờ cây dừa nào cũng bên mé đó là qua mấy cơn mưa là trời sẹt rụi hết. Bữa mình dưới trời sẹt ba cái đùng mà mình muốn sợ té không? Xỉu sợ bữa đó có câu huyền rồi, bữa đó là ăn chân gà gì á, có hú không? Có đâu có bữa ở nhà mà không biết bữa nào á, bữa nào mà đánh ba cái đùng á, ba cái đùng à, bữa ăn ngã cái chuối luôn á, bữa ăn ốc không biết ăn bữa gì ăn ốc cái có phú á. Ngồi mình làm ốc ở nhà đùng ghê lắm thiệt, cái bữa đó mưa lớn á. Bởi vậy mình nói lại cái chuyện mà nằm mơ một lần hai lần thì không có gì, mà tới lần thứ ba rồi là có thể có vấn đề á. Rồi không biết làm sao rồi cái chắc phải mình phải kêu mẹ mình nấu cơm cúng. Nhiều khi á dạ? Nhiều khi Tiên nó đi chơi đêm về phia rồi này kia cũng nhiều khi đâu có bà. Ma nữ theo nó thiệt. Ma gì chị bà? Giờ tao thấy nổi da gà quá à. Không mấy đêm bị chởn ăn đi tao gì, dạ? Gì đâu. Cái gì chẳng cái dầu trắng trắng à, cái phong bạc mày đừng lên đồ đi không kể thôi, không bây giờ sợ quá không kể đâu, kể hơi đi vậy. Giờ tao nổi da gà quá, giờ tao sợ ma quá rồi, giờ tới giờ tao sợ ma tới, giờ tao nổi da gà quá rồi. Đi đi, mọi người có thấy xung quanh mình là trời đang chuẩn bị tối không, là dần chiều chật vật rồi đó. Thôi đừng có nói bậy bạ với đừng có la lớn ở dưới bờ sông, tối về ngủ mới đó biết không. Đừng ra đừng kêu tên mình tối. Ừ. Thôi bây giờ hai chị em mình sẽ dừng video ở đây đi. Bữa nào hai chị em mình kể nữa cho nghe. Bây giờ hai bữa chị em bữa nào đợi trời sáng thì kể. Mai đi, mai. Chưa ơi. Mai đi. Mai hai chị em mình sẽ làm món thanh long dừa nước thôi. Hai chị em mình kể chuyện mai nha. Mai mình làm thanh long bị bác. Thanh long bị bác ăn mình đi. Quá bực. Ăn mình đi mẹ. Không, tại ra đồn thôi. Chết đó mẹ ơi. Tự hiểu luôn đó. Thôi đi đừng có nói trời. Bây giờ có sợ ma quá. Thôi mấy anh chị ơi, bây giờ bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Bây giờ em với Phúc đi dọn về nhà chứ em với Phúc không dám ngồi đây. Bye bye. Đi bưng. Đi bưng về. Sao Phúc tự nhiên Phúc cảm thấy ớn lạnh. Tao cũng nổi da gà quá rồi. Sao Phúc nào không có nổi gì rồi. Phúc bưng cái mâm đi là anh chị ba lấy máy quay rồi đi về. Phúc bưng cái nè. Đút đút đút. Đổ cái nước đá vô đây đi. Hai chị em mình giật sợ quá đấy.